Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay chúng ta cùng điểm qua những cái mẫu TV 43 inch có giá tốt nhất trên thị trường tại siêu thị điện máy của Ecomax vào tháng 11 năm 2021 các bác nhé. Em sẽ điểm qua tất cả các model của các thương hiệu như của Sony, Samsung, LG, Panasonic hay là của TCL. Em có cả những dòng TV giá rẻ của Copper nữa nha các bác nhé. Vâng, nếu mà thấy video của em hữu ích thì đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ bên em cũng như là xem những video mới nhất các bác nhé. Rồi, đầu tiên em sẽ đi vào những model có giá thấp nhất trên thị trường. Đó là dòng TV 43 inch của Copper mọi người nhé. 43 inch của Copper em có con 43, đó là 43FX5200. Đây là con 43FX5200 các bác nhé. Dòng này hiện tại bên em đang bán là 6.990.000 các bác nhé, cho xuân khúc 43FX5200. Con này thì có bắt được mạng, tích hợp được wifi và có các bác có thêm smart TV. Đó là dòng smart TV chất lượng là Full HD thôi. Chất lượng Full HD các bác nhá. Hàng sản xuất tại Thái Lan là giá rẻ nhất trên thị trường vòng 43 inch của Copper các bác nhá. Tiếp đến là một con 43 inch của TCL ở đây. 43 inch TCL là giá là con 43S5200 mọi người nhá. Con này chạy hệ điều hành Android 9 và có thêm tích hợp tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Đấy, cũng là dòng smart TV được bảo hành điện tử 3 năm. Còn dòng Copper là bảo hành 2 năm các bác nhá. Con TCL 43S5200 hiện tại bên em đang bán với giá là 7.490.000 các bác nhá. 7.490. Tiếp đến là dòng phân khúc 43 của LG, em có con 43UP7550PTC của năm 2021 các bác nhá. Con này thì có giá hiện tại đang bán ở 11.600.000. 11.600.000 cho 43 inch dòng TV 4K các bác nhá. 4K có điều khiển giọng nói, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và có thêm điều khiển thông minh nữa, chạy hệ điều hành webOS 6.0 mới nhất của năm 2021. Hàng của Indonesia, bảo hành điện tử 2 năm các bác nhá. Thiết kế rất là đẹp của TV LG. Và một dòng TV 43 inch của Panasonic, đó là con 43GX620V. Dòng này thì hiện tại BM đang bán 11.890.000 các bác nhé. Là dòng Android TV 10, có điều khiển thông minh, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và có thêm cả bảo hành điện tử là 25, phải điện tử 25 các bác nhé. Thiết kế cũng khá chi là đẹp, đó, tương đương như với dòng TV của LG các bác nhé. Vâng, một dòng TV khác của Samsung, đó chính là con 43AU8000 các bác nhé. 43AU8000 BM đang bán với giá là 12.790.000 cho phân khúc 43 inch này. Con này là con TV thiết kế đẹp và thiết kế tràn viền mọi người nhé. Thiết kế tràn viền, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, điều khiển thông minh và thiết kế phần nắp sau lưng siêu mỏng các bác nhé. Bảo hành điện tử 2 năm tại nhà, chạy hệ điều hành là TizenOS. Hệ điều hành TizenOS thì các bác có thể tải thêm các ứng dụng khác rất nhiều mượt mà, giống như TV của LG các bác nhé. À, thiết kế iSlim đây các bác thấy là rất chi là mỏng. Và con cao nhất sẽ là con TV của LG ở phía bên này. Và dòng cuối cùng đó chính là TV 43 inch của Sony các bác nhá. Con thấp nhất sẽ là con 43X75 của năm 2021. Con này thì chạy hệ điều hành của nó là Android 10 các bác nhá. Android 10 và có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, bảo hành điện tử 2 năm tại nhà và đổi mới trong 30 ngày đầu. Dòng này thì hiện tại BM đang bán với giá là 12.290.000 cho phân khúc 43X75 các bác nhé. Đấy là tất cả những mẫu TV 43 inch mà các bác có thể tham khảo trên thị trường tại siêu thị điện máy của Ecomax. Giá là giá tốt nhất trên tháng 11 năm 2021 các bác nhé. Nếu các bác yêu thích những mẫu dòng TV 43 inch trong phòng ngủ có thể liên hệ trực tiếp với website ecomax.vn hoặc là đến trực tiếp tại sàn tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để tham khảo giá cũng như là xem những sản phẩm mới nhất mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo.